Một chiếc laptop với kích thước 14 inch vốn là chỉ dành cho doanh nhân, nhưng mà bây giờ đây với mức giá dưới 18 triệu, bất kỳ ai cũng có thể mua được chiếc laptop này. Và với vật liệu thiết kế, khả năng hoàn thiện cực kỳ tốt, hợp kim magie, carbon fiber, tất cả mọi thứ cao cấp nhất có trên chiếc laptop 18 triệu này. Và đây là Dell Latitude 7420. Trước đây thì mình cũng đã có trên tay trong em chiếc laptop này rồi. Và lúc đó thì mức giá của sản phẩm đang ở mức khá là cao. Còn bây giờ đây nó giảm cực kỳ sâu anh em ạ. Cái thời điểm mà trước đó mình review thì em nó có mức giá vào khoảng độ 23-24 triệu cơ. Bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 18 triệu thôi anh em nhá. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi nói qua một chút về những cái điểm mạnh của chiếc laptop này trong tầm giá. Và lý do vì sao mình lại thấy đây là chiếc laptop mang lại trải nghiệm văn phòng là thích thú nhất trong tầm giá này. Còn bây giờ thì cùng đến ngay với intro. Về cái chiếc Dell Latitude 7420 thì mình đã có video review chi tiết cho anh em rồi. Mình cũng đã gắn thẻ ở phía bên trên này, anh em có thể click vào đó và tham khảo chi tiết nhất về thông số cũng như là mọi thông tin cụ thể nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới ngay với Latitude 7420, lý do vì sao lại đáng mua. Cái điểm thứ nhất mình cần nói với anh em là có lẽ ra mắt từ cái thời điểm năm 2021 là cái lý do duy nhất khiến cho cái sản phẩm này đang có mức giá nó rẻ thế vậy. Và từ 2021 tới giờ, cấu hình của 2021, dòng CPU dành cho văn phòng, tới thời điểm hiện tại nó có còn đủ để sử dụng hay không? Chắc chắn là quá đủ cho văn phòng và bất kỳ tác vụ văn phòng nào cũng có thể sử dụng ở trên đây thoải mái. Ok, ngoại trừ những cái tác vụ mà anh em kiểu sử dụng hardcore hết mức có thể, anh em kiểu mở khoảng 4-50 tab Chrome lên và anh em làm việc ở trên đó thì chắc chắn rồi, bất kỳ một mẫu laptop văn phòng nào cũng phải gồng gánh khá là hết sức, đúng không anh em? Chúng ta sẽ cùng tới với cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy thích nhất, đó chính là về cái độ hoàn thiện trên chiếc Latitude này. Dell họ luôn làm rất tốt điều đó, và đặc biệt là trên những mẫu laptop mà vốn là dành cho doanh nhân thì họ còn hoàn thiện nó tốt hơn nữa cơ. Điển hình như là với cái phần mặt lưng ở đây, chúng ta sẽ có sợi carbon fiber. Chúng ta có thể thấy là cái phần mặt lưng này nó có một cái chất nó rất là doanh nhân, đúng không nào anh em? Nó rất là sang. Riêng chỉ có cái phần này thôi, nó rất là đắt giá rồi đấy. Mặt lưng cực kỳ cứng và chắc chắn. Với cái sợi vân sợi carbon ở trên phần mặt lưng này, nó hạn chế đi hoàn toàn các cái vết mồ hôi vân tay của chúng ta trên đây. Và gần như là không thể bắt gặp một chút mồ hôi nào cả. Laptop luôn luôn mới, luôn luôn đẹp anh em nhá. Đó là với phần mặt lưng này. Phần ở phía bên trong này cũng có những cái thứ khiến cho mình cảm thấy rất là thích nữa. Ví dụ như là cái phần màn hình, viền màn hình hay là bản lề mặt C. Chúng ta đi qua từng điểm một anh em nhá. Đầu tiên là về cái phần màn hình này thì nó là cái kích thước 14 inch. Thì nó là một cái kích thước nó rất là trung trung, nó rất là vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng vào mọi tác vụ. Nó không bị quá bé, nó cũng không bị quá lớn, mà nó vẫn đảm bảo cái tính chất linh hoạt của chiếc laptop này. Khi mà tổng trọng lượng của nó chỉ vào khoảng độ 1,31kg, 1,3kg thì quá nhẹ nhàng rồi, đúng nào? Vỏ thì toàn là vật liệu gọi là tối ưu cho trọng lượng rồi, không phải bàn tới nữa nhá. Viền màn hình thiết kế mỏng, và bên trên thì sẽ hơi dày một chút, nhưng mà sẽ có cho chúng ta webcam kích thước lớn này, và sẽ có cho chúng ta cả lẫy cho webcam vật lý. Ngoài ra nữa, em nó còn có cho chúng ta cả 4 cái micro phía bên trên này nữa. Làm gì bắt gặp được một chiếc laptop nào khác cho chúng ta tận 4 micro phía bên trên đỉnh máy như này đâu, đúng không anh em? Nó vừa hỗ trợ cho chúng ta thu âm nó được tốt hơn, nó vừa cho chúng ta khả năng chống ồn nó được tối ưu hơn, để đảm bảo cái chất lượng hội họp video call nó được tối ưu nhất. Đó là một cái điểm mà khiến cho mình rất hài lòng trên chiếc laptop này. Về cái kích thước màn hình 14 inch cũng như là độ phân giải Full HD thì nó là vừa đủ sắc nét anh em nhé. Chúng ta sẽ có cái độ sáng ở đây là một cái điểm rất là mạnh, khi mà em nó đạt lên tới 400 nit khi đi kèm bộ sạc. Với cái mức độ sáng mà nó lớn như thế thì cộng với cái đó là cả cái lớp phủ chống lóa trên bề mặt màn hình nữa, chúng ta có thể quan sát ở mọi môi trường ánh sáng và làm việc ở bất kỳ đâu, là một ưu điểm rất lớn, đúng không nào anh em? Tấm nền để sử dụng là tấm nền WVA, nó không có khác quá nhiều so với cả IPS, gần như là hai tấm nền này khá tương đồng với nhau. Và chúng ta sẽ có cái độ phủ màu đạt là 62,5% sRGB. Tần số quét sẽ đạt cho chúng ta là 60Hz, một cái thông số màn hình chung của những mẫu laptop văn phòng khác. Cá nhân mình thì khi mà mình quan sát cái chiếc màn hình này, mình thấy là nó cũng ở mức khá là trung bình, đủ để chúng ta có thể sử dụng vào tất cả các tác vụ văn phòng mà không cần phải suy nghĩ đắn đo quá là nhiều. Chúng ta cũng có thể xem phim, chúng ta cũng có thể chơi game hoặc là làm cái gì đó khác, nhưng mà miễn đừng mang sử dụng để có thể chỉnh sửa màu sắc cho hình ảnh, bởi vì nó sẽ không đạt cho chúng ta
cái độ tối ưu anh em nhé. Thì đó là với màn hình này. Về cái phần bản lề thì chúng ta sẽ có một chiếc bản lề phải nói thật là rất chắc chắn anh em ạ. Mở ra nó cực kỳ là chắc, nó rất chắc, và chúng ta có thể mở ra một góc rất là rộng, mở ra hơn 180 độ, phải tầm 185 độ, rất rộng đúng không nào anh em. Rồi về cái phần bản lề thì miễn chê rồi, bản lề của Dell làm quá tốt. Số phần mặt C ở đây cũng là một cái điểm mà cực kỳ mạnh, ưu điểm cực kỳ lớn của chiếc Latitude. Khi mà bàn phím, trackpad hay là tổng thể vật liệu mặt C, họ tính đến từng thứ một để mang lại một cái trải nghiệm là tối ưu nhất anh em ạ. Ở đây thì layout bàn phím có lẽ là không cần phải bàn cãi nữa. Trong một chiếc laptop business thì chúng ta sẽ có một cái phần bàn phím phải nói thật sự là tiêu chuẩn, và bấm phải thật là tốt, hành trình phím sâu, khoảng cách phím rõ ràng, và mọi thứ nó làm quá chuẩn, cực kỳ chuẩn. Ngoài ra chúng ta còn có cả đèn nền bàn phím, thậm chí là chúng ta còn có cả vài nấc nữa để có thể tùy chỉnh mức độ ánh sáng tùy theo độ sáng môi trường. Và ngoài ra nữa chúng ta cũng sẽ có nút nguồn ở phía bên trong phần bàn phím, sẽ có cả cảm biến vân tay một chạm tích hợp vào đây, có đủ đúng nào. Trackpad kích thước 14 inch như này là quá lớn anh em ạ, rất mượt, đủ chúng ta có thể sử dụng mọi tác vụ trên đây mà không cần dùng tới một con chuột rời nữa. Hay là mặt C sử dụng vật liệu magie cho chúng ta có thể kê tay lên đây, nó nhám và nó rất bám tay, nó không hề bị trơn trượt, nó không hề bám dính mồ hôi vân tay đây, cảm giác rất dễ chịu. Đó là những cái trải nghiệm mà phải nói thật là nó cực kỳ ngon cho một chiếc laptop văn phòng. Cái bàn phím này là cái bàn phím rất ăn tiền này, và gần như là ít những hãng khác có thể làm được một chiếc bàn phím tốt như thế trong tầm giá này anh em nhé. Tiếp theo nữa thì một số những cái thông tin về cấu hình cho anh em. Chúng ta sẽ có ở đây là một con Intel Core i5-1135G7. Chúng ta sẽ có là RAM 8GB DDR4, và chúng ta sẽ có SSD là 256GB M.2 PCIe Gen 4. Và với cái con ổ cứng này thì chúng ta có thể nâng cấp, còn RAM thì không anh em nhá. Với 8GB RAM mình có thể sử dụng vào rất nhiều các tác vụ rồi. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có card đồ họa tích hợp là Intel Iris Xe Graphics. Với con card đồ họa này tất nhiên là tới điểm hiện tại nó vẫn đã được sử dụng và nó được cải tiến theo từng đời, nhưng mà tới cái thời điểm đầu tiên ra mắt thì nó vẫn đã rất là ngon rồi đúng không nào. Đó là về thông số cấu hình. Với thông số này anh em không cần ngán ngẩm ở bất kỳ tác vụ văn phòng nào nhé, tự tin quẩy hết cho mình. Về một số thông tin khác nữa của chiếc laptop này mình cảm thấy ấn tượng nữa trong tầm giá, đó chính là về pin đi. Pin chúng ta có viên pin là 4 cell và 63 Wh. Một viên pin 4 cell 63 Wh trong tầm giá 18 triệu là một viên pin ngon, mình khẳng định đây là một viên pin ngon, và chúng ta có thể sử dụng khá là trâu bò cho chiếc laptop này trong khoảng độ 6 cho đến 7 tiếng đồng hồ. Nhớ là mức độ sáng màn hình khá là cao, cho nên là nếu mà chúng ta muốn tối ưu thời lượng pin, chúng ta có thể giảm mức độ sáng màn hình thấp xuống một chút anh em nhé. Một cái ưu điểm nữa ở trên laptop doanh nghiệp mà khiến cho mình cảm thấy cũng rất là thích nữa này, đó chính là về cổng kết nối. Gần như là họ không lược đi bất kỳ một cổng kết nối nào cả, và họ vẫn cho chúng ta đầy đủ hết tất cả mọi thứ anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cổng sạc chân Type C ở bên cạnh trái của máy, có bao gồm cả Thunderbolt 4 ở cạnh cổng bên này luôn. Sẽ có một jack audio 1.5 combo. Sang bên cạnh phải chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C Thunderbolt 4 nữa bên này, tức là có hai cổng Thunderbolt 4 rồi. Tốc độ cực kỳ ngon luôn, miễn chê. Chúng ta sẽ có một cổng HDMI full size, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 nữa, và có thể cấp nguồn qua đây. Ngoài ra sẽ có một khe cắm thẻ SD, micro SD, và chúng ta sẽ có thêm một khe cắm SIM ở phía bên trong này để có thể kết nối SIM trực tiếp vào đây luôn. Quá xịn, đúng rồi anh em, quá xịn. Bây giờ để mà tìm trong cái tầm giá 18 triệu mà có cả khe cắm SIM, không có đúng rồi anh em. Thật sự là rất khó để có thể tìm gặp được một chiếc laptop như thế. Ok, thì đó là về những cái thứ mà khiến cho mình cảm thấy rất là thích ở cái chiếc laptop này rồi. Nhưng mà liệu rằng 18 triệu những cái ưu điểm đó nó đã là đủ hay chưa? Chắc chắn rồi, sẽ có một số những hãng laptop khác cho chúng ta option nó là ngon hơn, nhưng mà chưa chắc cái độ bền và cái thời gian trải nghiệm, cái thời gian sử dụng của nó sẽ được lâu bằng so với cả chiếc Latitude này, cũng như là cái cảm giác khi chúng ta sử dụng từng thứ một về trải nghiệm cầm nắm, mang đi lại, độ tin cậy, cũng như là về trải nghiệm bàn phím và trackpad. Chưa chắc những hãng laptop khác đã vượt qua được Dell ở cái khoản này anh em nhé. Cho nên là nếu như mà anh em là một người kiểu thích cái sự ăn chắc mặc bền, chúng ta muốn là mua một chiếc laptop phải sử dụng thật là lâu, thật là dài, thì hãy cân đối tới chiếc laptop này, vì nó cho chúng ta cái thời gian sử dụng nó rất là trâu bò anh em ạ. Ok, và đó là một chút cái chia sẻ của mình về chiếc Dell Latitude 7420 phiên bản năm 2021 hiện đang có từ hãng Laptop World với mức giá cực mềm. Đường link của sản phẩm thì đã để bên dưới mô tả video này rồi. Anh em quan tâm có thể kéo xuống đó click vào và tham khảo chi tiết nhất anh em nhé. Đừng quên nhắn lại một chút cho Laptop World một like và một sub, cũng như hãy nhấn một nút chuông để cập nhật video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.